Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ bản giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Và hàng năm, các địa phương đã dành một phần lớn ngân sách để đầu tư cho lĩnh vực này. Xác định việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Bắc Mê đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Qua đó đã góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như hiệu quả các công trình xây dựng khi hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Bắc Mê, năm 2014, do những khó khăn chung của nền kinh tế, nên huyện chỉ khởi công mới 27 công trình, hoàn thành nghiệm thu chờ quyết toán 24 công trình, đang theo dõi 44 công trình với tổng giá trị nguồn vốn ngân sách huyện đã giải ngân trên 50 tỷ đồng. Chủ yếu là sửa chữa xây dựng các hạng mục công trình, trường lớp học, trạm y tế, hệ thống giao thông. Xác định việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, thì huyện Bắc Mê đã phát huy hiệu quả vai trò giám sát của người đại biểu Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực này. Trong đó, công tác thanh tra giám sát thường xuyên được tăng cường nhằm hạn chế sai sót, chống thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư thi công. Nhờ đó đã đảm bảo các công trình được đầu tư xây dựng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng yêu cầu thiết kế. Thời gian vừa qua thì đối với lại Hội đồng Nhân dân Bắc Mê thì cũng đã thực hiện trong năm 2013-2014 thì cũng đã thực hiện giám sát. Cơ bản là giám sát khoảng trên 80% cái số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Quá trình đi giám sát thì thấy là có một số công trình thì cũng đã thực hiện cơ bản đúng cái nguyên tắc về cái công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Trong cái quá trình giám sát thì cũng đã chấn chỉnh được một số cái công trình đó chưa phù hợp. Ở đó thì có những cái việc gì vướng mắc đối với lại cái vai trò của các ngành thì mình quay về mình mới làm việc với các ngành và thường trực ủy ban huyện để chấn chỉnh luôn. Và những cái việc nào mà quá thẩm quyền thì xin ý kiến cấp ủy chỉ đạo luôn tại các cái cuộc họp của ban thường vụ cũng như là cuộc họp của thường trực huyện ủy thì chỉ đạo luôn để chấn chỉnh những tôi tham mưu cho huyện là trước tiên là hàng năm là phải rà soát các đầu điểm công trình cần phải xây mới và các công trình cần phải tu sửa để thực hiện trong năm tiếp theo. Đấy thì qua quá trình đấy thì chúng tôi đã thuê các đơn vị tư vấn về khảo sát thiết kế để xác định các hạng mục cần xây dựng và cần sửa chữa. Ban quản lý chúng tôi cũng phân công anh em trong ban là thường xuyên xuống kiểm tra, đôn đốc và kiểm tra chất lượng công trình để đảm bảo và đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê đã chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định nội dung chi tiết về các lĩnh vực, các vấn đề trọng điểm theo chuyên đề, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, phân công các ban triển khai công tác giám sát cũng như đẩy mạnh hoạt động tiếp công dân nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần thể hiện có hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện nói chung và công tác giám sát của người đại biểu Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi để việc quản lý về mặt nhà nước ở lĩnh vực này được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đối với nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân ấy, như là thường xuyên phối hợp với lại đại biểu Hội đồng Nhân dân của xã và đặc biệt là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện mà ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện mà ứng cử tại xã thì thường xuyên quan tâm đến các công trình xây dựng cơ bản cũng như là các cái chương trình dự án đầu tư xây dựng để nhằm mục đích là nó các cái chất lượng của công trình nó mang tính chất là nó được phục vụ được thiết thực mà nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và cái nguyện vọng của cử tri quan tâm. Trong quá trình thực hiện và thi công trong quá trình ấy thì được cấp ủy chính quyền đặc biệt là Hội đồng Nhân dân cấp xã cũng như là cấp huyện luôn luôn được
quan tâm giám sát, cho nên là thực hiện quá trình thực hiện thi công của công trình thì đảm bảo và được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2014 thì đến nay là chất lượng cũng đảm bảo. Là một trong những địa phương được đầu tư xây dựng một số công trình an sinh xã hội như hệ thống kè chống sạt lở, tu sửa trạm y tế xã, xây dựng điểm trường mầm non, hệ thống đường bê tông nông thôn với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đây là cây cầu treo thôn Bắc Lè, xã Đường Âm, huyện Bắc Mê. Công trình được khởi công từ tháng 6 năm 2011 với tổng vốn đầu tư trên 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 135. Sau gần 2 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014. Có thể nói, đang trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn đầu tư, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình trọng điểm với số vốn lớn, thời gian thi công tương đối dài đã thể hiện sự nỗ lực lớn của nhà đầu tư cũng như đơn vị thi công. Trong đó, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình thì vai trò đôn đốc, giám sát của cấp ủy chính quyền địa phương mà nòng cốt là đại biểu Hội đồng Nhân dân là rất quan trọng. Qua đó đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân của hai thôn Bắc Lè và Nà Cóc đi lại, giao thương buôn bán được thuận lợi hơn. Chưa có cầu thì bà con trong thôn đi lại gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là mưa lũ nó thất thường, xong là trẻ con đi học thì cũng gặp nhiều khó khăn. Từ khi được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng cho thôn chúng tôi cái cầu, thì việc đi lại của bà con cũng như là của học sinh đi lại học tập gặp rất là nhiều thuận lợi. Nhất là việc buôn bán hàng hóa cũng như là vận chuyển các loại mặt hàng, cũng như về chương trình xây dựng nông thôn mới của bà con, về vận chuyển vật liệu xây dựng nông thôn mới cũng gặp được rất là nhiều thuận lợi cho nhân dân trong thôn. Vì với tư cách là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thì xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch phối hợp cùng với các ban ngành liên quan như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đi kiểm tra, giám sát theo tiến độ xây dựng của ban quản lý cũng như trong thời gian xây dựng để kịp tiến độ đưa vào sử dụng. Và trong quá trình những công trình đưa vào sử dụng thì cơ bản các công trình đều đảm bảo kết quả chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giám sát của người đại biểu Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Bắc Mê vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới. Như các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp chưa tổ chức giám sát thường xuyên tại hiện trường, chủ yếu mới giám sát tại kỳ họp. Nội dung giám sát một số cuộc chưa sâu, chưa tập trung vào các vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Ngoài ra, trong thực hiện giám sát vẫn còn có hiện tượng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Do vậy, đã dẫn tới một số công trình khi triển khai xây dựng có những sai sót nhất định. Thậm chí trong quá trình đầu tư thi công còn gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của nhà nước và nhân dân. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể cho các ban, các đại biểu trong thời gian tới. Để mà có cái kết quả giám sát được cái chất lượng cao ấy, thì đối với Hội đồng Bắc Mê thì cũng đã luôn là đôn đốc anh em, đặc biệt là anh em trong thường trực với lại các ban là chuyên trách. Tức là trước hết là mình phải hiểu được cái bản chất và cái nội dung mình đi giám sát, và đặc biệt là phải nghiên cứu tất cả những cái quy định liên quan đến cái việc xây dựng cơ bản. Thì chúng ta nếu mà hiểu được các cái quy định như thế, chúng ta đi giám sát thì có lẽ là nó sẽ cái chất lượng nó sẽ cao hơn. Những tồn tại cần khắc phục không hề đơn giản và đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian. Nhưng với hiệu quả giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương thời gian qua là rất cơ bản, thiết thực. Qua kiểm tra giám sát, các chủ đầu tư cũng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, vai trò trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát cũng qua đó nâng cao hơn trách nhiệm và tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình. Mặt khác, qua công tác giám sát đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị khắc phục, xử lý những tồn tại trong khâu khảo sát, thiết kế, thi công công trình. Đây sẽ là nền tảng để các đại biểu, các ban Hội đồng Nhân dân Bắc Mê tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương trong thời gian tới.